hội yêu thánh nữ, làm loạn tộc quy yêu tộc ta. Tư thông ngoại tộc, có mưu phản chi tâm, hôm nay sẽ trả, lấy đó làm gương. Thượng Thiên kiếm tiền 300 vạn. Cặp ta cũng cần bộ dạng phục tùng. Ta tên Trần, các người động đến người của ta. Bản tôn hôm nay đến đây, không là để cho ta dẫn nàng đi, từ đó nhất đao lưỡng đoạn. Việc này coi như thôi, hoặc là ta hôm nay cho dù vẫn lạc nơi này, cũng phải để yêu tộc các ngươi nguyên khí đại thương. Kiện tộc cửu thiên tôn chi thủ, sát lục thiên tôn. Một tên kiện tộc cũng dám đến địa giới yêu tộc ta, thật nực cười. Người khác sợ người ba phần, nhưng lão phu không đặt hậu bối như người vào mắt. Người hôm nay dám đến đây, liền cùng với tội nữ này, cùng nhau vẫn lạc nơi này đi. Yêu tộc cửu thiên tôn ở đâu? Chư vị chậm đã, để cho ta tới phân cao thấp. Vạn yêu chủ, thật sự là muốn như vậy sao? Nhân yêu khác đường, chủng tộc, thật sự quan trọng vậy sao? Vô tình đế kinh. Thuốc thứ nhất. Trưởng duyên sinh diệt. Các hạ là ai? Tiểu yêu các ngươi cũng xứng cùng sư tôn ta giao thủ. Nếu không phải sư tôn ta không muốn liên lụy những người khác, thì hôm nay chính là thời điểm kiện tộc cùng yêu tộc khai chiến. Bản tôn đại đồ đệ Trần, đạo hiệu vô tình. Sư tôn không nghĩa khí, tới cứu sư mẫu cũng không mang ta theo. Bản tôn nhị đồ đệ Trần, tiêu gia thiên tôn. Trời sinh lương bạc, bản thân một giới tán tu, đến đây trợ trận. Bản tôn, Trần Chi Hữu, Thanh Liên kiếm tôn. Trần đạo hữu, không ngờ nơi đây cũng có thể gặp được ngươi. Hữu duyên hữu duyên, hôm nay bản thân nơi này, liền cùng ngươi khiêu chiến yêu tộc. Ta thân ám tô, làm sao? Ngay cả người cũng muốn giúp hắn, đối đầu tộc ta. Bản thân làm việc, không cần giải thích với kẻ khác. Yêu tộc phá quy củ này, bản thân cũng sớm không vừa mắt rồi. Chư vị, xem ra, đám các ngươi đều rất muốn tìm chết. Ta thay mặt 37 vạn yêu chi chủ chi mệnh. Mệnh, yêu chủ các phân nhánh, phong tỏa toàn bộ yêu giới. Tiến về vạn yêu đài, chém giết người xâm nhập. Yêu tộc toàn bộ phong tỏa, chặn diệt hết cả dị tộc cho bản tôn. Vô tình đã đến, chỉ là kiện tộc cũng xứng dùng vô tình đạo, nực cười. Người này có thể vô thanh vô tức kéo ta vào lĩnh vực, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Yêu tộc cũng có cường giả. Sư tôn, chờ ta. Chẳng ngươi, một chiêu là đủ, vô tình chân thân. Một chiêu chẳng ta, cũng không sợ gió lớn đao đầu lưới. Vô tình đại đế, đạo nghiệp đại thành, vạn bối thiên mặc, thỉnh đế giáng lâm.
hóa ra là có vô tình đại đế đạo nghiệp truyền thừa. Đáng tiếc hôm nay người cùng sư tôn người cùng nhau vẫn lạc nơi này. Khi người vẫn lạc, bản tọa liền có thể ngay lập tức trưởng khống vô tình đế vị. Đến lúc đó, yêu tộc ta nói một lời là tính. Sinh cũng lo gì, chết cũng ngại gì. Yên tâm, ở trước đó, bản đế sẽ đích thân diệt trừ tên tạp toái vô tình ngươi. Vô tình cực hạn quy tắc nhập kiếm điển tướng, kiếm hóa giao long, bách binh chi vương. Chiêu này chính là sư tôn ta chuyển lại, thái thượng vong tình thương pháp. Phá! Sư huynh! Ấy dô! Không phải, coi trọng ta vậy sao? Năm đánh một, không cần mặt mũi sao? Tiểu ca ca có từng thấy nhân vật phản diện nào cần mặt mũi chưa? À đu, các ngươi chờ một chút, để ta nói chuyện với biên kịch. Biên kịch đại ca, ngươi nhận tâm nhìn một mề ngọc thụ lâm phong, ai gặp cũng thích. Bị năm cái bánh xe bò ứng hội đồng sao? Được rồi ca, chúc ngươi sớm giàu. Tiêu Dao thiên cảnh, chắc đạo là vua. Nơi đây chính là đạo trường của bản tôn. Cho dù hôm nay phần thắng của chúng ta rất mong manh, nhưng ta vẫn muốn thử một chút. Tới đi, chư vị, cực hạn chiến một trận. Đừng sợ, có ta ở đây, sau này tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương. Đáng không, vì à mà đắc tội tộc ta. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Để à ta lại, tự mình rời đi. Ta không truy cứu. Ta hôm nay không chỉ muốn dẫn nàng đi, ta còn muốn tính toán những tổn thương nàng phải chịu, hoàn trả lại các ngươi, trăm lần, ngàn lần, vạn lần. Kiện khởi bát hoang, cửu tuyệt, tuyệt thứ hai. Kiện khởi, hợp tung thiên địa, vô tận sát đạo hội tụ. Đi! Ở trước mặt tất cả chúng yêu tộc ta, sát khí này của ngươi, bất quá chỉ là trò cười thôi. Tam hồn lục phách, đốt. Săn lục bản nguyên, kiếm tộc huyết mạch. Tế. Dựa vào vị sinh sát khí của ta, hoặc thành chiêu này, kiếm khí bát hoang, cửu tuyệt, kiếm bát tuyệt, hợp đạo. Thiên địa vì đó rung chuyển, thương sinh vì đó sợ hãi. Mộ một chiêu này, cực đạo, chu thiên. Trần đạo hữu bình tĩnh, yêu tộc. Các ngươi hoàn toàn khiến ta phát bực. Ta thần chân thân. Ta thân chí tôn pháp tướng, tụ, đi! Sư tôn! Sư tôn! Vạn yêu nội tình, giúp ta lấy vạn yêu chi chủ chi lực đương đại, triệu vạn yêu chi chủ các thời đại giúp đỡ, chẳng sát dị tộc. Không ngờ, chỉ là hai người, lại đánh dụng một nửa nội tình yêu tộc ta. Nhưng có vẻ như các người vẫn kém một chút. Trần, cũng chỉ như vậy. Đời này của ta, tự như chuyện tiểu lâm. Thật xin lỗi, là ta không đủ mạnh. Không thể bảo vệ nàng tốt, cũng không bảo vệ tốt những người khác. Nếu có kiếp sau, Vạn Thủy Thiên Sơn, là nguyện ý đi xem với ta không? Để cho ta lại tùy hứng một lần đi. Thật xin lỗi, về sau không bồi người được. Ngươi không phải rất có năng lực sao? Ngươi đã để ý à ta như vậy, không ngoại để ngươi nhìn à vẫn lạc.
Yên tâm, ngươi lập tức liền có thể đi cùng à. Ta sẽ để cho hồn phách của ngươi bị rút ra một chút, để ngươi tiếp nhận vô tận thống khổ. Bí pháp vạn yêu, diệt hồn. Vô số niên lịch, trải qua vạn thế luân hồi, rốt cục cũng có người có thể có một tia liên hệ với bản tọa. Thần hồn đều nát, vẹn vẹn lưu lại một tia ý chí cũng được. Nếu vận mệnh đã chọn ngươi, vậy thì ngươi đi, thần hồn trọng tụ. Đây là đâu? Ta không phải vẫn lạc rồi sao? Nơi đây chính là chỗ sâu nhất thần thức của ngươi. Ta lại hỏi ngươi, nếu cho ngươi làm chúa tể thời gian có sức mạnh thay đổi tất cả, nhưng cái giá là ngươi sẽ triệt để tiêu tán ở phiến thiên địa này, đồng thời vết tích tồn tại của ngươi sẽ bị triệt để xóa đi. Ngươi còn muốn sức mạnh này không? Nếu ta có thể có đầy đủ thực lực bảo vệ người ta muốn bảo vệ, như vậy vô luận bọn họ nhớ cũng được, không cũng được, ta vẫn sẽ làm. Cho dù vẫn lạc, ta cũng không hối hận. Ta chỉ cầu tất cả mọi người ta quan tâm có thể còn sống, truy tìm đại đạo chi đỉnh. Thiếu đi một mình ta thì có sao? Chết thì có làm sao? Bị tất cả mọi người quên lãng lại có làm sao? Ta tên Tula, chính là khí linh bản phím. Ngươi và ta đã ràng buộc. Nhớ kỹ, sức mạnh cấp bậc vượt qua thiên địa này. Ngươi chỉ có 9 canh giờ, sẽ phải gánh chịu vô hạn thống khổ. Ngươi, bớt nói nhiều lời. Đến, Tula đế kiện, giải phóng. Ngươi và ta ý niệm hợp nhất. Cái gì? Cố lực lượng này, người rốt cuộc là ai? Ta, là người ngươi vạn vạn lần không nên đắc tội. Không truyền đạo, đại đạo thông hiểu, phai mở thời gian, thế nhân đều xây hồng trần. Dựa vào sát đạo, vấn đỉnh hồng trần đại đạo chi đỉnh. Gọi sát ý pháp trị, kiện cổ truyền thuyết, cửu tuyệt hợp nhất. Hồng trần sát phạt chúa tể thân, địch kiếm. Trảm đồ. Hồng trần đại đạo như đạp lên dòng sông thời gian, vượt qua chư thiên siêu thoát hết thảy thời gian. Hôm nay ta dùng đạo này xuyên tạc thời gian trường hà, cổ kim tuế nguyệt, cái giá chỉ là tính mạng của ta. Kiện tộc thiên tôn đứng đầu, vẫn lạc. Yêu tộc nội tình bị hủy, nhân tộc, kiện tộc không nhớ mối thù dĩ vãng, cùng yêu tộc chung sống hòa bình. Từ đó thiên hạ bất luận chủng tộc, người người đều có thể truy cầu cuộc sống mình muốn. Tà thần, vô tình, tiêu dao. Vô số người quên đi tồn tại của Trần, nhưng Yên lại luôn nhìn chằm chằm một khối ngọc bội ngẩn người. Nàng luôn cảm giác mình đã quên gì đó. Vô số năm sau, trên núi Thiên Đạo, đó là nơi vô số tu sĩ cầu nguyện với Thiên Đạo. Ta không biết ta đến cùng quên cái gì, nhưng ta muốn đoạn ký ức kia quay lại. Thiên Đạo, nếu ngài nghe được cầu nguyện của ta, hãy giúp ta hoàn thành trách nhiệm. Hắn đã luân hồi tạm thế rồi, buông xuống đi. Không buông được, tiền bối. Ta nguyện ý dùng ký ức từng giờ từng phút chúng ta quen biết, cùng toàn bộ yêu lực của ta, để ta kiếp này được gặp lại hắn một lần. Cho dù hắn đời sau thay đổi hoàn toàn thành người khác, ta đời này vẫn sẽ luôn chờ hắn. Hắn chuyển thế chi thân, không ở phương vũ trụ này, nhưng ta có thể đem người đến vũ trụ của hắn. Cái giá chính là toàn bộ tu vi của ngươi, trí nhớ của ngươi còn đó, nhưng ngươi sẽ phải tự mình tìm thấy hắn. Ta tạ tiền bối thành toàn.